Tôi là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tên Nguyễn Văn Đức, số quân 69, trên 160-124, thuộc tiểu đoàn 31 Bộ Đông Quân, bị thương mổ bụng, khâu 4 lỗ ruột non, 1 lỗ ruột già và để hộ môn tạm tại Bình Long An Lộc. Tháng 6 1974, hôm nay là ngày thứ 6, 4 tây tháng 7 2024, khoảng 1 giờ Việt Nam, qua nhịp cầu nối Dân Kim hát cho đồng bào tôi. Tôi có nhận được 100 đô la do cháu Dân Kim thay mặt em Cường Nguyễn gửi về quỹ đạo cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và mến chúc em Cường Nguyễn cùng gia đình được nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn cháu Dân Kim đã tận tình giúp đỡ cho tôi. Tôi là thương phế binh tên Nguyễn Văn Đức,